Cô lấy cái gì? Cô lấy được cái gì cho người cô ra? Cô lấy bùa. Bùa ha. Rồi lấy da trâu. Da trâu. Rồi lấy mãng xà. Đồ đó đây hả? Nè. Ừ. Rồi. Rồi cô lấy đinh. Bị thư. Bị thư một cái hiện vật trong người. Xin chào quý vị khán giả đến với kênh Thầy Trung An Giang. Hiện tại đây Lê Hậu và thầy đang có mặt tại một ngôi chùa tọa lạc tại tỉnh Bình Dương. Thì hôm nay có dịp được đến đây và cũng như là trợ duyên cho một sư cô ở trong chùa này. Cô cũng là chủ trì của chùa này và mình hãy theo chân Lê Hậu và thầy để xem cái hành trình của chúng ta sẽ như thế nào và thầy sẽ làm gì để giúp cho cô. Dạ, chào cô. Biết cái duyên nghiệp của cô trong nhiều đời nhiều kiếp thì có những người mà họ phá cô. Phá cô? Ừ. Cô biểu hiện như thế nào mà cô biết người ta phá cô? Ừ. Thì cô biết. Ừ. Cô chính cô là bị bệnh trước kia là cô bị bệnh ung thư. Nói chung là hiện tại giờ cô cũng bệnh ung thư giai đoạn 3 rồi. Ung thư gì cô? Ung thư bao tử. À, ung thư bao tử ha. Ừ, giai đoạn 3 rồi. Nhưng mà hồi đó là mẹ cô là năm ông ngoại của cô á là bị bệnh là năm 59 tuổi thì mổ về 3 tháng cũng mất. Rồi tới mẹ cô cũng 69 tuổi mẹ cô cũng bị mổ về cũng chết. Yeah. Mổ tháo tháng về cũng chết. Thì tới cô. Nói chung là cái giai đoạn của cô thì tới năm cô 49 tuổi, 37 tuổi là cô đã biết cô bệnh rồi. Tới năm 49 tuổi thì cô rất nặng. Nhưng cô nghĩ rằng cô tu để cô đền ơn cho củ quyền thất tổ thôi. Nhưng mà cái quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp không biết như thế nào. Rồi chính bản thân những người đã hại cô là những thì cô vẫn biết. Nhưng cô chỉ niệm Phật, đọc kinh sám hối. Cô thì cô có cái ơn trên gia hộ cho cô. Nói chung là cô là cô trị bệnh cho những người tâm linh. Người ta bệnh rất là nặng, đem lại đây cho cô cũng trị. Nhưng sau thời gian rồi cô thấy cái sự mê nó nhiều hơn cái. Tất nhiên người đời họ không hiểu. Cái mê tín nó nhiều hơn cái mà họ tự phát tâm. Nên từ chỗ đó mà cô mới phát nguyện cô đi tu. Cô quy y cho được trên 5.000 hương linh rồi. Cô mới đi về chùa, đi về ngoài. Cô Hai ngồi đây, cô Hai đến chút nhờ cô Hai luôn, nhờ giúp cho cô Hai này luôn. Cô Hai ngồi đây, cô Hai. Ở ngoài chùa Thầy Giác Nhàn, ngoài tỉnh thất của Thầy Giác Nhàn, 15 đồng. Thì cô đi ra ngoài, một ngày cô lại 2.000 lại. Cô làm hết ngày và đêm, cô quy y hết cô. Tất cả những cái tâm cô dốc lòng để cô hồi hướng cho hương linh. Nhưng mà nói chung là những người mà họ có nạn hay gì họ lại tới cô là cô làm họ, cô cầu nguyện cho họ hết. Nhưng khi đó là cái nghiệp của người ta mình vướng. Cô phát tâm cô muốn tu chứ cô không muốn làm cái gì hết. Nhưng cái căn duyên của mình thì mình cũng đâu có từ chối được. Mà cứ nghĩ rằng mình xài bùa xài phép để mình luyện người ta mê người ta tới cô. Hồi xưa cô nói thiệt cô không có được thời gian cô ngồi cô nghĩ vậy đâu. 4 giờ là người ta chờ cô riết tới 1 giờ đêm cô chưa được nghỉ. Nhưng mà những người đó là những người khổ, những người mắc nạn đồ, người ta chạy hết tiền hết bạc người ta mới tới cô thôi. Rồi cô làm thời gian cô làm, càng làm thì nói chung là người ta cũng được, người ta hết bệnh. Nhưng mà mình thì nó đuối sức rồi. Đuối sức cô nói thiệt cô cũng phát nguyện là cô tu mà. Cô đâu phát nguyện cô làm vậy mà cái căn duyên của cô tới thôi. Rồi sau đó cô cũng bị trong nhà cô hại cô. Hại te tua luôn, cô đi lấy đồ ra. Chính bản thân cô nằm hay nằm mệt 5 ngày. Ở trên kêu cô đi thầy đi nha, đừng đi thuốc nha. Là cô không biết đi thầy đi thuốc làm sao. Sao tại sao không đi thầy mà đi thuốc, không lo trị thầy mà đi thuốc. Cái lúc mà
cô mới cho cô cái bài cô cúng. Cho cô cái bài cô ra cô nguyện ngoài trời cô cúng. Thì cô nguyện ngoài trời cô cúng xong thì ông bị là sao? Ông bị tai biến. Bị tai biến hai trận như vậy là cô thấy không xong rồi. Ông bị hai trận đưa đi bệnh viện rất là nặng, cái cô mới sám hối. À tức là cô khi ông hại cô thì cô nguyện cái bài cô ở trên cho cô một cái bài cúng. Thì cô ra cô cúng á thì ổng sẽ bị nạn lại và bị tai biến hai lần. Rồi tiếp đi. Cái sau khi đó là cô thấy thôi, giờ mình tu chắc nhân quả trong nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi, chứ không phải trong cái đời hiện tại này không đâu, chắc có nhiều đời nhiều kiếp nên nó mới có nhân quả vậy. Cái cô mới ra cô xin, cô xin với bề trên. Cô nói thôi cái nghiệp này chắc con thấy như vậy, bây giờ á mà ổng bệnh ổng nằm bệnh viện như vậy thì có gì thì khổ, vợ khổ con thì cũng con cháu mình người thân mình chứ ai. Nhưng mà ngay cả chị cô á là cái người mà đảm nhiệm cái ngôi chùa là hồi mẹ cô mất, chị cô chưa biết trường trai, chưa biết cái gì hết. Tới giờ chị cô là người lãnh ở trong đó, ngôi chùa đó, ngôi chùa trọng á, ngôi chùa kế bên đây. Thì khi đó cô đi làm việc mà, cô làm việc thì nói chung cô cũng không tin. Thật tình là cô không tin về tâm linh nha, cô không tin. Sau thời gian rồi cô mới thấy những cái việc mà cũng như cô nói, có tin thì có linh, có thiền, có ứng. Ứng cho cô thấy những tâm linh đi rồi cô sẽ tin. Cô sẽ quay đầu cô làm hết, thật sự hết. Thì khi mà ở trên cho cô thấy rồi thì cô làm liền. Cô như cô phát tâm liền. Phát tâm thì ngay cái ngày sinh nhật của cô là ngày 24 tháng 6. Thì đêm đó cô ra cô nguyện ở mày trên. Cô nói trên có trời dưới có đất, có thiên có địa, có âm có dương, chứng minh cho tấm lòng của con. Vì hồi cha mẹ còn sống, con chưa đền ơn báo đáp được, con chưa làm một cái gì để báo hiếu cha mẹ hết. Giờ đây cha mẹ đã vứt vãng đi rồi, con không biết cái gì để đền ơn hết. Nhưng mà anh chị em của mình không biết cái ơn mà cứ gieo vào cái nghiệp không. Đó, đất tổ cụ ông bà để lại không ai biết một cái ơn nào hết. Thì cô mới phát nguyện cô đi tu. Thì sau khi cô đi tu á thì gia đình cô á nghĩ rằng đi đồng cô á, nói tại cô xài bùa xài phép quá, giờ điên khùng khùng nên mới làm tùm lum vậy, xài bùa nên người ta mới mê, người ta tới người ta kiếm cô, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đi ra nói chung nói chuyện nói cô thậm tệ luôn, mà cô cũng biết chứ, hỏi cô là một người cô đang buôn bán bất động sản, cô đang làm công chuyện, cô đang này kia nọ, thì cô thấy người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc. Rồi cô mới buông hết, cô mới nghĩ thôi bây giờ mình có đồng tiền này không làm được cái gì hết, chỉ có làm phước mới được việc thôi, chỉ có tạo phước mới được phước thôi, chứ giờ mình tạo nghiệp hoài thì cái phước nó đâu có gì đâu. Thì lúc cô thức tỉnh ra thì cô bỏ hết thầy tới đây thì gieo duyên, thậm chí cô lấy cái gì ra trong người cô lấy cái gì ra cô còn biết mà. Cô lấy cái gì, cô lấy được cái gì trong người cô ra? Cô lấy bùa. Bùa ha. Rồi lấy gia trâu. Gia trâu. Rồi lấy mãng xà. Đâu đây hả? Nè. Rồi. Rồi cô lấy đinh. Rồi. Lấy mùi tóc. Tóc gối. Ừ. Một lần cô bệnh là cô tứ thân tứ chi hết. Cô có giữ không? Có. Đâu cô lấy vô mượn à? Cái này là người thật việc thật cái quý vị. Chó luôn á. Hôm nay là thực tế. Tại ngôi chùa của sư cô này thì đã mời tôi tới đây. Thứ nhất thì về vấn đề ngày thứ hai trợ duyên để giúp cho cô. Đây nè. Giúp cho sư cô được cô thì cô không muốn, cô nói thiệt cô muốn cho quay đầu hướng thiện, làm việc thiện thôi, chứ cô không muốn hại ai, không biết, không muốn hại ai bất cứ một cô cái giữ gì. Cô có giữ không? Có. Cô giữ mấy đó ở trong không? Hiện vật á, có hiện vật không? Đây nè, trong này. Không, cái hiện vật cô còn giữ không? Không. Tại vì cô coi ai là cô biết người đó bệnh cái gì cô biết hết. Người đó bệnh trĩ, cô biết bệnh trĩ, đau lưng cô biết đau lưng, nhức chân, nhức đầu, chỗ nào cô biết hết, tứ thân tứ chi cô biết hết. Thậm chí cô ngồi đây cô biết người ta, cái nhà người ta đi qua mấy đoạn đường có cái gì. Đó là cô về tâm linh chứ cô đâu phải ấy đâu. Thì cô hai này cũng vậy. Rồi xong rồi thì mệt thôi không? Hả? Cô cúng cho cổ cô... Tôi xin gặp. Nói chung ở đây cô yên tâm, một phát một là hết, tích tắc hết, chứ không có gì vấn đề chứ á. Cô yên tâm vấn đề đó. Mấy bữa nay trăm thầy quá nó mệt. Dạ không sao, chút xíu con giúp cho. Không, 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 không.
Dạ. Lấy ra như vậy nè. Lấy ra nè, lấy ra ha. Nhiều lắm nhưng mà cô xó, cô bỏ hết. Rồi, chị con mừng nha. Mà thậm chí kính thưa quý vị, đây là những cái hình ảnh mà sư cô này ở chùa ở đây thì đã lấy ra những cái trong người đinh Giao Lam ha. Ừ, Giao Lam lấy đằng 7-8 con Giao Lam ra thì cô mới hết. Mà thôi bà. Thậm chí mà hại cô không được thấy cô bình thường quá, hại luôn tới con cô nữa. Tại vì hồi cô chưa đi tu là con cô có con. Con cô có đây không? Có nhưng mà nó trong thầy cả cô xóa bỏ hết rồi, xóa nhiều lắm. Cô xóa nhiều lắm. Rồi bây giờ thôi gì nè. Bây giờ cái tình trạng trong người cô đó, cơ thể cô bây giờ như thế nào đâu, cô nói nghe coi. Nói chung là nếu cô niệm Phật đọc kinh thì nó không có gì với cô hết. Rồi. Mà cô đi làm thật sự mà cô cúng cho người ta lại về là cô bị giật. Cúng cho người ta về là cô mệt thở không nổi, là những cái nghiệp đó là nó vô trong cô hết. Tự nhiên là hiện tại cũng vậy, ngày nào cô đọc chú, cô trì niệm thì cô không bị. Mà cứ lâu lâu cô dồn một cái là cô bị, mà cứ chuyên môn là vậy. Tức là cô đi cúng cho người ta về cô mệt hả? À, làm đi cúng về cho người ta thì cô mệt. Nói chung không cúng cũng vậy, nếu mà cô có công chuyện là cô bị. Cô mệt ha. Thường thường thì trong cơ thể cô bây giờ cô mệt chỗ nào? Cô đau ở đâu, nhất ở đâu, cô nói nghe coi. Cô hả? Nó thở đây không nổi. Rồi nó lối ở sau. Lối ở sau. Nó đau ở sau cái vùng lưng của cô á. Dạ. Đau, nó đau y như mình thở không nổi vậy đó. Dạ. Tay chân gì nó nhức, nhưng mà phải nói là cái cô trúng trưởng á. Vậy Thủy ơi, lên đây chơi vậy Thủy. Lên đây ngồi chơi. Thì cô đó là cổ lễ cho cô. Nay là mười mấy năm rồi, chỉ cổ lễ cho cô mấy cái nguyệt á, lễ cái nguyệt đập ra. Lễ cho cô qua đây nè cô. Lễ mấy cái nguyệt đập ra. Lễ đọc ra ha. À, lễ ra. Thì cô khỏe. Dạ cô tên gì? Cô tên gì? Thủy ha. Cô Di Thận. Thì cô này cũng thương thưa gì, cô này cũng giúp cho sư cô này để lấy độc tố trong người ra. Thì cái đó là cô có học Đông y không cô? Đông y không? Đây cũng là đây cô này, cô Thủy cũng là Đông y học cổ truyền cho nên cổ biết. Thì cổ có giúp cô sư cô này để lấy những phần độc ra. Nhưng mà cô cũng bị hại yếm vô hoài đó quý vị. Thì hôm nay thì trợ duyên giúp đỡ. Tôi trợ duyên giúp đỡ cho sư cô. Mấy cô ở đây coi như thế nào ha. Cô nói chung là cái đầu của cô nó nặng y như hàng trăm cái gì nó rút trong người cô. Ở đây thì cũng nói thiệt với cô luôn, ở đây chỉ cứu người giúp người thôi, chứ còn không làm gì với ai hết trơn á, không làm lại gì hết trơn á. Trả lời thẳng thắn luôn với tất cả mấy cô ở đây và tất cả chơi quý vị xem. Thì ở đây tôi chỉ là giúp người, cứu người thôi, còn ai làm gì đó là làm, ai mà cấm thì tôi mở thôi, chứ còn mà tôi kêu tôi làm lại tôi cũng không làm đâu. Đúng rồi, người mở thì không bao giờ làm. Nói chung là vậy. Ừ, người làm thì không bao giờ người ta chịu mở. Cô bỏ điện thoại đi. Đau ở đâu, cô như thế nào đâu, cô nó nói nghe hết đi. Thì nói chung cô giống bệnh giả đò lắm. Giống bệnh giả đò lắm. Hồi mà chịu không nổi á, thì cái cô điện cho cô này, cô xuống cổ làm, cô giúp cho cô. Rồi cô mở ra, cô mở cái ấy ra. Nhờ cô Đông y, cô xuống cổ lễ, rồi cái cô chúng khó là cổ bắt nguyệt đó, rồi bắt đầu cái cô lấy ra, rồi lấy nhờ cái cô này lấy ra. Đúng rồi, là cô gì là cô bị với tới cái lễ cúng là cô bị. Lễ cúng là cúng gì cô? Ví dụ như cúng tổ, cúng lễ, cúng này kia nọ là cô bị ha, là không cho cô cúng, giật cô mẹp luôn á. Rồi được giúp chưa? Bị thư. Bị thư một cái hiện vật trong người. Bị thư. Thư và thư cố tình giết cho chết. Bị thư trong người. Mà thư đó thì nói chung á, mỗi một thầy đó, một con môn phái họ một cái cách họ thư. Một đó, những người họ thư đinh, gia châu, giải mục, hoặc là họ thư con này con kia, hoặc là họ thư một con quỷ, một con thiên linh vô người đó. Rồi họ nói chung là thư là bên trong. Nói chung là vậy. Thì một cái hiện vật và một cái linh vật nào đó, họ khi họ luyện kim hay là đinh gì đó, họ luyện xong thì họ sẽ cho vô người đó, cho con tà nào đó đem vô người để cho đau nhất từ từ rồi chết. Đó là gọi là thương không quý vị. Cô hỏi tên gì? Tên ngoài đời phải không? Ngầu Thị Kim Phượng.
Hồ Thị Kim Phượng. Đúng không? Thấy không cô? Cái số cô đó từ lớn tới nhỏ chưa bao giờ cô sung sướng. Gánh vác trong cái gánh vác này, gánh vác chồng cũng cô mà vợ cũng cô. Cái số này nè, có tài nè, cô này có tài chứ không phải không có tài đâu, nhưng rất là nhiều người muốn hại gục cô chứ không phải là riêng một người này này đâu. Và từ hồi lúc cô chưa tu nữa, rất là nhiều người hại gục cô. Nói cho cô biết gì đó. Chết dở sống dở nhiều lần nè, nhưng mà có bề trên che chở nè, công đức có nè, tánh tự cao tự đại nè, cô này tánh tự cao tự đại nè, nhưng có tài. Số cô đi tu là đúng, tại vì á cuộc đời cô á nó năm hồi bảy hiệp, nó năm chìm bảy nổi, nó lên bờ xuống ruộng, nói chung là nó thẳng luôn. Là cuộc đời cô này là nước mắt chan cơm nó nhiều hơn. Và gánh vác tất cả cũng về trong nhà khi chưa tu và bây giờ phải gánh vác. Gánh vác cho tất cả những người nào đó khó khăn hay là cái chuyện gì đó lại tìm cô đó. Cô là cái giống như là cái một cái nơi để cho họ lại họ dựa dẫm. Chết thì khó chết lắm, không dễ chết đâu. Mạng lớn lắm, không dễ chết đâu. Nó gương dễ dở gì đó, mà làm cho quăng quáp. Nó làm cho tan nhà, đá cửa, nó làm cho đủ thứ chuyện hết, nhưng mà không khó chết. Tánh nóng nè, cọc cằn nè, bớt lại. Tánh nóng nè, kiêu ngạo nè, chứ không phải đơn giản đâu. Con đường tu hành là ok, số 1, cô chọn đường tu là đúng. Nhiều người muốn hại cô lắm chứ không phải là một người. Chọn đường tu là đúng rồi đó. Nếu mà cô tu, cô cố gắng, tại cô biết sao không? Cái số người ta đó không có khảo đảo nhiều, chứ cái số cô tu nó khảo đảo kinh khủng. Nó khảo đảo hơn gấp nhiều lần người ta. Nó khảo đảo kinh khủng. Không phải là riêng bây giờ đâu, còn đây về sau nó làm cô lên bờ xuống ruộng. Rồi nó gặp đủ thứ chuyện hết á, nó dồn dập cho cô. Thì hôm nay tới đây thì sẽ giúp cho cô về cái phần đó. Thì cô cần giúp gì càng giúp đó, về cái gì đó tâm linh hay là về cái gì đó, thì ở đây nói chung là có cái gì thì giúp cái đó. Để vô lại. Đúng rồi đó. Đợi với bàn giò cô nè. Đồ gối. Bàn giò đồ gối. Khi nó ở với bàn giò với đồ gối cô chỗ này. Khi nó chạy lên đây của cô. Ở đây có khi đau không? Nó thốn. Nó thốn cả kháng không? Nó đau, nó thốn luôn hả? Với nó đau cái lưng. Nó đau cái hông. Thì từ đó nó chạy quanh kia. Cái nách của cô đây nó đau đúng không? Nách ở đây nó đau nhiều không? Nó thốn cái hồi nó giống như nổi một cục đó nè, cái nó chạy qua chạy lại cái vậy đó. Thì cái này là thư trong người cô thì nó sẽ chạy nhiều, nó chạy tới chạy luôn, nó chạy trong cơ thể cô, nó làm cho cô đau nhức và khó ngủ. Có hồi thở không nổi, nó vô thở, tim nó bóp tim thì nó vô tim nó bóp tim cô, bóp tim rồi thở không nổi. Một cái một hết. Nó vậy nó mới hết chứ giờ mình suốt. Quýnh binh đó.
hình thức là kinh thu vị, đổ mồ hôi ra nè, đúng, binh bổ cho người. Cô này nói chung là những cái tà ma yêu quỷ thì giống như những cái clip tôi nói thì tôi làm xong rút tay lên cô này sẽ khỏe, đúng gì không cô? Đúng ha. Rồi cô ngồi đi, cô lấy nước đi. Trắng nữa chanh. Thì cô thấy như thế nào cơ thể cô? Nói chung là thì cô nghe nó cũng ổn, cũng nghe cũng khỏe, nó sức được mồ hôi. Yeah. Nhưng mà nãy giờ thấy ổn trong người không, nhẹ? Nãy giờ không? Thấy nó cũng nhẹ. Tinh thần sao giờ, mặt tinh thần có thấy như người vô cô sao? Cô nói chung cô nắng cô mưa có hồi, nó bình thường không có gì hết. Như nãy chuẩn bị làm là cô nghe trong người cô bắt đầu nó chạy. Chạy, nó chạy rần là cô biết. Nó tinh về mặt tinh thần cô nhẹ không? Thì nó nhẹ. Nhẹ hả? Giờ thì nói chung là thầy cũng có duyên về đến đây thì trước hết thì đạo tràng thì cô thì cô cũng có tâm linh nên cô nhìn cô biết. Yeah. Cũng có duyên với thầy thì cũng cầu mong ơn trên. Trước hết là gia hộ cho thầy nhiều sức khỏe để đi giúp cô đời. Giờ thì người ta xài bùa xài phép quá nhiều. Người ta xài dữ lắm luôn á. Yeah. Nên là cô ngay cả bản thân cô cũng biết mà. Yeah. Biết là vậy. Nhưng từ cái chỗ mình biết mà người ta cứ nghĩ mình là xài. Yeah. Ta nghĩ mình xài mình mới biết. Chính thầy làm thầy biết rồi đó, người nào có hay không là mình nhìn biết, mình về tâm linh là mình biết hết à. Chứ không phải mình xài mình mới biết đâu, mình về tâm linh là tự nhiên trên cho mình cái điển là mình biết á. Thì hôm nay thì con cũng là dùng bùa để cứu người.